mừng các em đến với chương trình học trên truyền hình. Thầy tên là Nguyễn Chí Thông, giáo viên trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tiết toán hôm nay thầy sẽ ôn tập với chúng ta một số kiến thức về phân số. Thầy mời các em quan sát trên màn hình. Trước tiên thầy giới thiệu với chúng ta nội dung hôm nay gồm có những mảng kiến thức sau đây mà chúng ta cần phải ôn tập. Một là chúng ta sẽ ôn tập khái niệm về phân số. Hai là chúng ta sẽ ôn tập tính chất cơ bản của phân số. Ba là so sánh hai phân số. Và thứ tư là thầy sẽ giới thiệu với các em về phân số thập phân. Bây giờ bắt đầu chúng ta vào nội dung từng phần các em. Số 1 là chúng ta ôn tập khái niệm về phân số. Thầy có một băng giấy, thầy được chia làm 3 phần bằng nhau. Thầy tô màu 2 phần. Bây giờ các em hãy viết phân số biểu thị phần tô màu của băng giấy cho thầy. Thầy có phân số như sau. Thầy mời các em cùng đọc với thầy ha. Ta có là 2/3. Thầy có ví dụ tiếp theo. Thầy cũng có một băng giấy, thầy chia đều làm 10 phần bằng nhau và thầy tô màu 5 phần. Thầy mời các em hãy cùng viết phân số với thầy. Thầy có phân số sau. Và các em cùng đọc với thầy nào. Chúng ta đọc là 5/10. Thầy có ví dụ thứ ba. Đây là một hình tròn, thầy chia làm 4 phần bằng nhau và thầy tô màu là 3 phần. Các em hãy viết phân số biểu thị phần tô màu của hình tròn cho thầy. Thầy cũng có phân số sau đây. Thầy mời các em cùng đọc nhé. Chúng ta đọc là 3/4. Thầy có ví dụ thứ tư là cũng ví dụ cuối cùng. Thầy có một hình vuông gồm có 100 ô vuông bằng nhau. Mỗi một cột như vậy thì có là 10 hình vuông bằng nhau và thầy tô màu 4 cột. Các em hãy quan sát hình vuông và các em viết phân số biểu thị phần tô màu của hình vuông cho thầy. Thầy sẽ có phân số như sau. Chúng ta đọc là 40/100. Các em có thể đọc là 40% cũng được đấy các em. Qua 4 ví dụ thì chúng ta thấy là thông thường phân số được viết dưới dạng A/B. A là tử số, là một số tự nhiên và được viết trên dấu gạch ngang. Và B là mẫu số được viết dưới dấu gạch ngang và B luôn luôn khác không. Và thầy lưu ý chúng ta khi đọc và viết phân số thì các em đọc và viết từ trên xuống dưới. Chúng ta đọc tử số trước và sau đó mới đọc mẫu số. Còn dấu gạch ngang chúng ta thay bằng cái chữ phần. Ví dụ như phân số này thì chúng ta có thể đọc là A/B. Bây giờ thầy mời các em đọc một vài phân số với thầy nhé. Chúng ta đọc là 85/1000 hay là chúng ta đọc 85/1000 cũng đúng. Các em đọc là 75/90. Như vậy trong phần khái niệm thì chúng ta khái niệm về phân số thì chúng ta có một số chú ý mà thầy muốn chú ý đến các em. Cái chú ý thứ nhất là có thể dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác không. Phân số đó cũng được gọi là thương của phép chia. Bây giờ các em hãy lấy cho mình một phép chia bất kỳ nào. Thầy cũng có một phép chia như sau. Thầy có 4/10. Thì chúng ta thấy trong phép chia này 4 là số bị chia và 10 là số chia. Thầy có thể viết phép chia này dưới dạng một phân số. Chúng ta thấy 4 tử số là số bị chia và mẫu số chính là số chia. Cái dấu chia này thầy thay cho dấu gạch ngang. Đối với hai số tự nhiên thì chúng ta có thể làm như vậy. Như vậy thì đối với một số tự nhiên thì chúng ta có thể viết dưới dạng một phân số được không các em? Câu trả lời là có thể được. Các em hãy lấy cho mình một số tự nhiên đi. Thầy cũng có một số tự nhiên nhé. Ví dụ thầy có một số 5. Số 5 này thầy có thể viết thành một phân số. Chúng ta thấy tử số là số tự nhiên và mẫu số là số 1. Như vậy thì các em thấy là mỗi số tự nhiên chúng ta có thể viết thành một phân số và tử số chính là số tự nhiên đó và mẫu số luôn luôn là 1. Đây là chú ý thứ hai thầy muốn nhắc đến các em là mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1. Ngoài hai chú ý này ra thì chúng ta còn có một số quy ước để chúng ta viết số 1 và số 0. Các em hãy chú ý thầy. Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và khác không. Các em hãy lấy cho mình một số tự nhiên và chia cho chính số đó thì chúng ta sẽ thu lại được kết quả như thế nào các em. Thầy có một phép chia như sau. 19 chia cho 10, 19. Khi mà số bị chia bằng số chia thì chúng ta thu được kết quả bằng 1. Như chú ý hồi nãy ban đầu thì phép chia thì thầy có thể viết dưới dạng phân số. Như vậy thì 19 chia cho 19 thầy có thể viết thành phân số là 19/9 thì nó cũng bằng 1. Bây giờ thầy viết đảo ngược trở lại thì có phải là
1 bằng 19 phần 9 hay không? À, đúng đó các em. Vậy thì chúng ta thấy là số 1 chúng ta có thể viết thành 1, một phân số, và tử số sẽ bằng mẫu số. Và các em lưu ý là mẫu số là luôn luôn là một số tự nhiên khác không. Đó là cái chú ý thứ ba mà thầy muốn nhắc nhở đến các em. À, cái mà trong phép chia thì chúng ta biết là số 0 chia cho bất kỳ số tự nhiên nào khác không thì nó cũng bằng 0. Ví dụ như thầy có phép chia 0 chia 7 bằng 0. Như chúng ta đã biết là 0 chia 7 thầy có thể viết thành một phân số đó là 0 phần 7. Như vậy thì 0 phần 7 nó cũng bằng 0, đúng không? À, bây giờ thầy đảo ngược lại thì thầy sẽ có là 0 phần 0 thì bằng 0 phần 7. À, chúng ta thấy là 0 chúng ta có thể viết thành một phân số thì tử số luôn luôn là bằng 0, và cái mẫu số này nó sẽ là một số tự nhiên bất kỳ khác không, phải bằng 7 hay là bằng bất kỳ số nào cũng được, chỉ cần là nó khác không. Đây là chú ý cuối cùng mà thầy muốn nhắc nhở đến các em, đó là số 0 có thể viết thành phân số có tử số là 0 và mẫu số là khác không. À, chúng ta tiếp tục sang phần thứ hai, cái nội dung thứ hai các em. Đó là tính chất cơ bản của phân số. Thì để giúp các em nắm lại tính chất cơ bản của phân số mà các em đã được học lớp 4, thì thầy mời các em cùng làm một ví dụ với thầy. Thầy có phân số 5 phần 6. Bây giờ thầy muốn tìm một phân số mới bằng phân số 5 phần 6 thì thầy sẽ làm như sau. À, thầy sẽ nhân tất cả tử số và mẫu số với một số cùng một số tự nhiên khác không. Ví dụ thầy nhân với 3, thầy có 5 nhân 3 bằng 15, 6 nhân 3 bằng 18, thì thầy sẽ có được một phân số mới là 15 phần 10, 18. Phân số này nó bằng với phân số đã cho là bằng phân số ban đầu. Như vậy thì qua ví dụ này thì các em có thể mình nhớ lại được một tính chất cơ bản của phân số ở lớp 4, đó là nếu ta nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác không thì được một phân số bằng phân số đã cho. Đó là cái tính chất thứ nhất mà thầy muốn nhắc chúng ta. À, để biết tính chất thứ hai là tính chất gì, thầy cùng các em làm tiếp một ví dụ như sau. Thầy có phân số 15 phần 18. Bây giờ thầy muốn tìm một phân số mới bằng phân số 15 phần 8 thì thầy sẽ làm như thế nào? Thầy sẽ không nhân như lúc đầu, thầy sẽ chia. À, thầy xét thấy tử số và mẫu số là 15 và 18 nó cùng chia hết cho 3, cho nên thầy lấy cả tử số và mẫu số cùng chia cho 3. Ta có 15 chia 3 và 18 chia 3 thì thầy sẽ có một phân số mới, đó là 5 phần 6. Phân số 5 phần 6 này sẽ bằng phân số 15 phần 8 ở ban đầu. À, như vậy thì qua ví dụ thứ hai, thầy nghĩ là các em đã nhớ lại được tính chất thứ hai của phân số. À, đó là nếu ta chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác không thì được một phân số bằng phân số đã cho. Các em ạ, hai tính chất cơ bản này rất quan trọng, nó giúp chúng ta quy đồng mẫu số các phân số và giúp các em rút gọn các phân số, các em cần phải lưu ý. À, chúng ta chuyển sang nội dung thứ ba, đó là so sánh hai phân số. Chúng ta có nhiều cách so sánh hai phân số, nhưng ở đây thầy sẽ giới thiệu với chúng ta những cái kiến thức cơ bản mà các em đã được học ở lớp 4. Thứ nhất là so sánh hai phân số cùng mẫu số. Thứ hai là so sánh hai phân số cùng tử số. Thứ ba là so sánh hai phân số khác mẫu số và một số cách so sánh phân số khác. À, chúng ta thấy là có nhiều cách so sánh khác nữa, nhưng mà thầy sẽ giới thiệu với các em là so sánh phân số với một. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng nội dung. À, thứ nhất là so sánh hai phân số cùng mẫu số. Thầy có hai phân số như sau, 2 phần 7 và 5 phần 7. Chúng ta thấy là hai phân số này có cùng mẫu số là 7. Như vậy thì khi phân số, hai phân số có cùng mẫu số, ta so sánh tử số. Nếu tử số phân số nào bé hơn thì phân số đó bé hơn. Chúng ta thấy 2 tử số 2 bé hơn tử số 5 thì ta kết luận là 2 phần 7 bé hơn 5 phần 7. À, như vậy thì đối với phân số tiếp theo, thầy có 6 phần 9 và 5 phần 9. Chúng ta thấy hai phân số này cũng có cùng mẫu số là 9, nhưng mà tử số 6 lớn hơn tử số 5 thì chúng ta kết luận là 6 phần 9 lớn hơn 5 phần 9. Như vậy nếu hai phân số mà cả tử số và mẫu số nó bằng nhau thì sẽ như thế nào? À, thầy có 9 phần 12 và 9 phần 12. Chúng ta xem hai phân số này có cùng tử số là 9 và có mẫu số là 10, 12 thì chúng ta kết luận là hai phân số bằng nhau. Chúng ta thấy ở trường hợp thứ nhất thì chúng ta thấy cái cách so sánh này nó cũng khá đơn giản. Thầy nghĩ là các em sẽ nắm được kiến thức rất là tốt. À, cái cách so sánh thứ hai là so sánh hai phân số có cùng tử số. Thầy có một ví dụ 1 phần 2 so sánh với 1 phần 4. Chúng ta nhận xét
Hai phân số này có mẫu số khác nhau, nhưng mà tử số cùng là bằng 1. Nếu hai phân số có tử số giống nhau, nếu phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. Nó ngược lại với so sánh cách đầu mà chúng ta đã thực hiện. Chúng ta thấy mẫu số 2 bé hơn mẫu số 4, chúng ta kết luận 1/2 lớn hơn 1/4. Ở trường hợp thứ hai này, các em thấy nó hơi phức tạp và nó hơi khó hơn ở phần đầu. Có một số em chúng ta rất là dễ nhầm, chúng ta nghĩ là 2 bé hơn 4 và chúng ta cho là 1/2 bé hơn 1/4 là nó sai. Để giúp các em thấy rõ hơn thì thầy có một cái ví dụ minh họa như sau. Thầy có hai cái, các em tưởng tượng đây là hai miếng bánh này ha. Cái miếng bánh, hai miếng bánh này bằng nhau. Cái miếng bánh thứ nhất thầy chia làm hai. Thầy cho hai bạn, thầy chia đều cho hai bạn. Như vậy thì mỗi bạn sẽ được 1/2 cái bánh, đúng không? Ở cái bánh thứ hai thầy chia làm 4 phần bằng nhau. Thầy cho 4 bạn, như vậy thì mỗi bạn sẽ được 1/4 cái bánh, đúng không nào? Chúng ta thấy là 1/2 cái bánh nó sẽ lớn hơn 1/4 cái bánh, cho nên phân số 1/2 sẽ lớn hơn 1/4. Ở đây thầy muốn nhấn mạnh chúng ta một điều là một sự vật nếu mà chúng ta càng chia nhiều ra phần bằng nhau thì nó lại mỗi phần nó lại càng nhỏ. Đó là lý do tại sao mà cái phân số nó cùng tử số mà mẫu số nó càng lớn thì nó lại càng nhỏ. Chúng ta chuyển sang phần thứ ba, đó là chúng ta so sánh hai phân số khác mẫu số. Thầy muốn chúng ta là cùng nhớ lại cái quy tắc mà so sánh hai phân số khác mẫu số như sau. Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của chúng. Như vậy thì chúng ta muốn so sánh hai phân số khác mẫu số thì bước đầu tiên các em cần phải làm là chúng ta thực hiện cái bước quy đồng mẫu số hai phân số. Thầy có ví dụ như sau. So sánh hai phân số 3/4 và 5/7. Chúng ta trước tiên là chúng ta phải nhận xét hai phân số này các đã. Chúng ta thấy mẫu số hai phân số này khác nhau và tử số cũng khác nhau thì chúng ta không vận dụng được những cái cách so sánh hồi nãy thầy đã thực hiện đối với chúng ta, mà chúng ta phải quy đồng mẫu số hai phân số. Thông thường thì chúng ta sẽ chọn mẫu số chung là chúng ta lấy 4 nhân 7 tức là 28. Như vậy thì phân số thứ nhất thầy lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất, thầy sẽ nhân với mẫu số của phân số thứ hai. Như vậy thì có 3/4 sẽ bằng lấy 3 nhân 7 và thầy lấy 4 nhân 7 thì thầy sẽ có một cái phân số mới là 21/28. Tương tự ở phân số thứ hai là 5/7, thầy sẽ lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai, thầy nhân ngược lại mẫu số của phân số thứ nhất, thầy có là 5/7 thì thầy lấy 5 nhân với 4 và 7 nhân với 4 thì thầy sẽ có được một cái phân số mới, đó là 20/28. Cái mục đích chúng ta quy đồng mẫu số hai phân số để mình tìm ra được hai phân số nó có cùng mẫu số. Ở đây chúng ta sẽ tìm được hai phân số đều có mẫu số là 20/18 để chúng ta so sánh nó dễ. Bước tiếp theo là chúng ta phải so sánh hai cái phân số mới mà chúng ta vừa tìm được. Thông thường là chúng ta hơi nhầm lẫn cái cách trình bày ở đây. Nhiều bạn là chúng ta làm đến đây được nhưng mà chúng ta không biết cách trình bày, tức là chúng ta không biết so sánh hai phân số mới, tức là mình phải làm thêm một bước nữa là mình phải so sánh hai phân số mới. Ở đây các em thấy nè, hai phân số này có cùng mẫu số là 20/18. Chúng ta thấy tử số 21 lớn hơn tử số 20 thì chúng ta kết luận 21/28 lớn hơn 20/28, đúng không? Mà chúng ta thấy 21/28 chính là bằng 3/4 và 20/28 thì chính bằng 5/7. Chúng ta có cái kết luận cuối cùng là 3/4 sẽ lớn hơn 5/7. Tuy nhiên để trình bày bài toán này các em thêm một cái cặp từ vì nên để chúng ta kết luận, vì 21/28 lớn hơn 20/28 nên 3/4 sẽ lớn hơn 5/7. Đây là cách trình bày mà khi mà chúng ta so sánh hai phân số khác mẫu số. Chúng ta tìm hiểu thêm cái cách so sánh nữa là so sánh phân số với 1. Thầy có phân số 2/2, thầy so sánh với 1. Phần chú ý thì chúng ta đã biết là 1 chúng ta có thể viết thành một phân số có tử số bằng mẫu số mà mẫu số khác không, đúng không các em? Ở đây chúng ta thấy là 2/2 so sánh với 1 thì so chúng ta đối chiếu với cái chú ý ban đầu thì chúng ta rất là dễ nhận diện ra là nó sẽ bằng 1. Từ đó chúng ta có một cái kết luận, khi phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1. Như vậy thì phân số như thế nào nó sẽ bé hơn 1? Thầy có một ví dụ tiếp theo. Chúng ta thấy phân số 3/5
chúng ta thấy 3 là tử số, bé hơn mẫu số là 5, thì chúng ta kết luận phân số này bé hơn 1. À, từ đây chúng ta có thể suy ra được một cái kết luận là khi nào phân số lớn hơn 1. À, thầy có ví dụ, chúng ta thấy là 9 là tử số, lớn hơn mẫu số là 4, thì ta kết luận phân số này là lớn hơn 1. Như vậy thì qua cách so sánh phân số với 1, thầy muốn nhấn mạnh lại cho chúng ta, khi phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1, và khi phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1, và nếu phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì nó lại lớn hơn 1. Đó. Thì vừa qua thầy đã hướng dẫn chúng ta lại cái cách so sánh hai phân số. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo, đó là phân số thập phân. Đây là một cái kiến thức của chương trình lớp 5 mà các em sẽ học. Thầy mời các em đọc các phân số này với thầy nhé. Chúng ta có là 3 phần 10, 5 phần trăm và 17 phần nghìn. Bây giờ các em hãy quan sát các phân số này và các em nhận xét xem các mẫu số nó có gì là đặc biệt không. Thì thầy nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều cái cách suy nghĩ khác nhau, có nhiều nhận xét. Thầy thử nêu một vài nhận xét xem có hợp với ý kiến của chúng ta không nè. Thứ nhất là chúng ta thấy cái mẫu số này nó là những số chẵn, đúng không nè. Thứ hai là chúng ta có bạn sẽ cho là nó là những số tròn trục, tròn trăm, tròn nghìn, và cũng có bạn sẽ cho là nó là những số chia hết cho 10, đúng không nào. Tuy nhiên những cái ý kiến chúng ta như vậy thì nó có hoàn toàn chính xác không, thì chúng ta hãy quan sát lại các phân số này, chúng ta sẽ tìm hiểu và chúng ta sẽ biết. Cái mà đây là những phân số thập phân. Thầy kết luận đây là những phân số thập phân. Và chúng ta hãy quan sát cái mẫu số xem. Mẫu số các phân số này là 10, 100 và 1000. Như vậy thì các phân số như thế nào được gọi là phân số thập phân? Các phân số có mẫu số là 10, 100, 1000 hoặc là 10.000, 100.000, 1 triệu vân vân được gọi là các phân số thập phân. Đây là một cái nét đặc trưng của phân số thập phân. Như vậy thì so với cái ý kiến ban đầu mà chúng ta suy nghĩ, nhiều suy nghĩ khác nhau, như vậy thì nó có hoàn toàn chính xác không? Thầy mời chúng ta hãy làm một cái bài tập để chúng ta thấy được điều đó. Thầy mời các em đọc cái phần bài tập cho thầy. Phân số nào sau đây là phân số thập phân? Thầy có 5 phân số. Bây giờ dựa vào phần lý thuyết thì các em hãy chọn cho mình đâu là phân số thập phân. Các em thấy ở phân số thứ nhất chúng ta thấy có mẫu số là 10, đúng không? Đúng như cái lý thuyết của chúng ta ở trên. Như vậy thì chúng ta có thể là kết luận được phân số 4 phần 10 là phân số thập phân. Ở phân số thứ 3 là 25 phần nghìn thì chúng ta thấy là mẫu số là 1.000, thì chúng ta cũng có thể kết luận được phân số này là phân số thập phân. Còn lại những phân số khác nó không có mẫu số nằm trong phạm vi 10, 100, 1.000 thì nó sẽ không phải là phân số thập phân. Như vậy thì chúng ta thấy nè, phân số 100 phần 34 thì nó cũng là số chẵn, đúng không? Nhưng mà nó không phải là số thập phân. Cái số là 69 phần 2.000 nó cũng là một số chẵn, nó cũng là số tròn nghìn, nó cũng chia hết cho 10, nhưng nó cũng không phải là số thập phân, đúng không? Như vậy thì những ý kiến mà chúng ta đưa ra ban đầu nó chỉ là đúng ở một khía cạnh nào đó thôi, nhưng mà nó chưa hoàn toàn chính xác. Đó. Trong các phân số thì chúng ta thấy là có một số phân số chúng ta có thể chuyển nó thành phân số thập phân được. Thì ví dụ phân số 3/5, mình có thể khẳng định phân số 3/5 đây không phải là phân số thập phân. Nhưng mà thầy có thể viết phân số này thành phân số thập phân bằng cách nào? Các em quan sát thầy. Thầy thấy là mẫu số nó là 5. Nếu thầy lấy 5 nhân 2 thì nó sẽ được 10, thì nó có mẫu số là 10, đúng không? Như vậy thì khi mà chúng ta lấy 5 nhân 2 thì tử số phải nhân 2, thầy có là 3 nhân 2 và 5 nhân 2, thầy sẽ có phân số là 6/10. Như vậy thì chúng ta thấy là phân số 3/5 này nó không phải là phân số thập phân, nhưng mà thầy đã biến đổi nó thành phân số thập phân. Thầy có một cái trường hợp tiếp theo, 30/2, 200, thì chúng ta thấy đây là phân số không phải là phân số thập phân. Chúng ta thấy nè, thầy thấy là cái mẫu số là 200, thầy sẽ tìm cách để biến đổi nó về mẫu số có thể là 10 hoặc 100, đúng không? Bây giờ thầy thấy là thầy chia cho 2 thì nó sẽ được 100, đúng không? Thì thầy lấy mẫu số chia 2 thì tử số chia 2, cho nên thầy lấy là 30 chia cho 2, 200 thầy chia cho 2 thì thầy được phân số mới là 15/1, 100.
Như vậy thì phân số 30/200 này nó không phải là phân số thập phân, nhưng mà thầy đã biến đổi nó thành 15/100, đây là phân số thập phân. Tuy nhiên thầy muốn lưu ý chúng ta, đây không phải là trường hợp duy nhất mà các em có thể biến đổi thành nhiều cách khác nhau, đúng không? Có thể là chúng ta làm sao nó thành 100 hoặc 1000 thì nó cũng vẫn là phân số thập phân. Ở trường hợp này cũng vậy ha, chúng ta có thể làm bằng nhiều cách khác nhau chứ nó không phải là duy nhất. Thì đã giúp các em là khắc sâu thêm kiến thức. Thầy có bài tập tiếp theo, các em cùng đọc yêu cầu bài tập với thầy nhé. Nối phân số ở cột A với cột B để hai phân số bằng nhau. Chúng ta thấy thầy mời các em đọc lướt các phân số ở cột A, thầy người ta cho các phân số ha, rồi các em đọc lướt các phân số ở cột B. Bây giờ yêu cầu là các em nối các phân số ở cột A với cột B sao cho hai phân số bằng nhau. Bây giờ chúng ta nối ở cái phân số ý A trước, 4/7. Chúng ta thấy 4/7 nó sẽ bằng phân số nào? Các em thấy là thầy thấy là cái ý thứ ba là 12/21. Nếu thầy nhân cả tử số và mẫu số của phân số 4/7 với 3 thì chúng ta sẽ có là 12/21. Như vậy thì 4/7 sẽ bằng 12/21. Như vậy thì câu B chúng ta sẽ nói với ý nào? Chúng ta thấy là 15/8, chúng ta sẽ nói với 45/24. Chúng ta nhân 3 lên phải không các em? Chúng ta nhân 3 lên thì chúng ta sẽ có 45/20, 14. Còn 8/9, chúng ta thấy là 8/9 thì thấy còn lại hai ý là ý 2 là 5/7 và ý 4 là 16/10, 18. Nếu thầy lấy 8 thì nhân 2 thì nó ra 16 và 9 nhân 2 thì có mẫu số là 10, 18. Như vậy thì ý C thầy sẽ nói với ý số 4 ha, là 8/9 nó bằng 16/8. Và ý cuối cùng là 20/20, 18. Ở đây chúng ta không còn nhân nữa mà chúng ta chia ha các em. Chúng ta thấy 20 mình chia 4 được 5 và 28 chia 4 bằng 7 thì chúng ta nói ý D với ý 2. Bài tập này thầy nghĩ là chắc chúng ta cũng có thể làm được. Thì mà các em làm tiếp một cái bài tiếp theo. Hãy chọn phân số lớn nhất trong các phân số sau. Thầy có 4 phân số. Các em hãy vận dụng kiến thức chúng ta học nãy giờ để chúng ta tìm một phân số lớn nhất trong các phân số này thôi ha các em, chứ không phải nó là lớn nhất ha. Rồi. Thầy nghĩ là chúng ta có thể làm được không ạ? Các em hãy nhìn lên cùng đối chiếu bài làm với thầy nhé. Thầy thấy là 7/7 thì chúng ta biết 7/7 bằng mấy các em? Bằng 1 đúng không? Chúng ta sẽ có một phân số bằng 1 và chúng ta đã có hai phân số 19/20 là nó bé hơn 1 và 203/204 nó cũng bé hơn 1. Như vậy thì một phân số bé là bằng 1. Hai phân số này nó bé hơn 1. Phân số là 3/2, các em thấy là tử số lớn hơn mẫu số thì phân số này lớn hơn 1. Như vậy thì trong 4 phân số thì chúng ta thấy là ý B và ý C là nó bé hơn 1, còn ý A là nó bằng 1, còn cái phân số này nó lại lớn hơn 1, cho nên phân số 3/2 nó là phân số lớn nhất trong 4 phân số này. Như vậy thì khi mà so sánh phân số thì các em lưu ý thầy một điều là chúng ta phải quan sát và dựa vào cái ý nghĩa của phân số, chứ không phải cái phân số nó số lớn mà nó lớn. Ví dụ chúng ta thấy là phân số 203/204, cái số nó rất là to phải không? Nhưng mà nó lại bé 1. Còn phân số này chúng ta thấy cái số nó nhỏ nhưng mà nó lại lớn hơn 1. Cho nên chúng ta so sánh phân số là chúng ta phải quan sát phân số và dựa vào ý nghĩa của nó để chúng ta so sánh. Thì trong một thời gian cũng khá ngắn thì thầy cũng cố gắng đã ôn lại chúng ta một số cái kiến thức cơ bản về phân số. Thì qua cái nội dung này thầy hy vọng là chúng ta sẽ có tự tin để chúng ta học tiếp cái chương trình toán lớp 5. Thầy thân ái chào các em.